Em Ri xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay chỗ trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì ngay chỗ đường Cống Quỳnh, 125 Cống Quỳnh, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đây. Đây là cái trường gọi là đã đào tạo ra rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ rất là nổi tiếng của Sài Gòn chúng ta. Đây thì em Ri sẽ đi một vòng chỗ khu vực Cống Quỳnh cho gia đình chúng ta xem thì tình hình ở đây như thế nào. Ở đây thì có một cái điều mà rất là đặc biệt, thì đây sáng quán cà phê thấy khá là vắng ha, nhìn có chậm luôn ngay mặt tiền. Có một cái điều đặc biệt là ngay chỗ khu vực mà trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh thì ở đây sẽ gọi là thường những cái trường học gì thì sinh viên nhiều sẽ tập trung rất là nhiều những cái bán hàng ăn vặt, nhưng mà ở đây thì nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược thì Ri lại không có thấy chỗ nào gọi là bán hàng ăn vặt hết trơn. Đây cũng là một cái điều rất là bất ngờ luôn. Ở đây lại là một căn nhà lô gốc ha, người ta lại là kinh doanh có khó khăn rồi trong cái giai đoạn này, nên là đành phải gọi là cho thuê luôn đó, gọi là cho thuê, tức là người ta đã trả mặt bằng rồi, chủ không nổi nữa, cho nên là mới gọi là dẫn đến một cái tình trạng đó là cho thuê đó thì bỏ chạy rồi, kinh doanh chịu không nổi nữa. Tình hình bây giờ thì càng ngày càng khó khăn, mình thấy đây quá trời luôn đó, thì những cái tiệm này gọi là bấy bá hết trơn rồi, ta bỏ chạy từ lâu rồi, bản hiệu đồ nó te tua, nó lột từa lưa luôn đó. Thì nhìn những cái hoàn cảnh khu vực đây thì mình thấy là khu vực ở đây thì Tây cũng nhiều mà ta cũng nhiều nữa đó, thì rần rần rộ rộ luôn. Ngay chỗ chợ Nguyễn Thái Bình quận nhất thì ngay đây thì giao với Nguyễn Trãi nè, Phạm Ngũ Lão nè, công viên 23 tháng 9, vị trí đây thì siêu ngon lành cành đào luôn đó. Nhưng mà mình thấy một cái điều là sáng cũng vắng. Đây nhìn những ngôi chợ này thì sáng thì đây có một số anh chị người ta cũng đang chạy xe ôm, gọi là xe ôm truyền thống, và cũng có một số cô chú chở người nhà của mình đi gọi là đi chợ, nên là sáng thì vào đây chở người nhà mình đi chợ, nên là khỏi cần phải gửi xe luôn, cũng tiện. Đây nhìn chợ ha, buổi sáng thì thật sự mà nói chợ Thái Bình là một trong những cái ngôi chợ rất là nổi tiếng, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là rất tội cho bà con tiểu thương luôn, buôn bán là gần như là tiểu thương trong đây thì nghèo nghèo, nhưng mà tình hình khách bây giờ thì khá là vắng, cho dẫn đến cái cuộc sống của bà con cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn này. Ngày xưa thì vào chợ thì gọi là chen chân không lọt luôn, còn bây giờ vào chợ mình thấy quá trời luôn, nhìn thấy người bán không à, không thấy người mua. Đây cũng là một cái nỗi buồn mà gia đình chúng ta thấy thôi, để ghi lên cho toàn chợ cho gia đình chúng ta thấy đó. Thì nhìn một cái ngôi chợ cũng khá là lớn, một cái ngôi chợ mà từng đã phục vụ rất là nhiều, kể cả khách khu vực, khách trong nước và khách quốc tế. Thì ngay chỗ đường Phạm Ngũ Lão, công viên 23 tháng 9, thì khu vực này có rất là nhiều khách Tây, đặc biệt là Tây Ba Lô tập trung ở đây, nên họ cũng vào chợ, cũng ăn uống, cũng mua sắm rất nhiều cái. Nhưng mà nhìn vào thì gia đình chúng ta thấy buổi sáng đó, người vào chợ thì so với người bán cái tỷ lệ nó chênh lệch quá nhiều. Người bán thì trùng trùng điệp điệp, nhưng mà người đi chợ thì lưa thưa thớt thớt. Đây cũng là một cái điều buồn cho gia đình chúng ta thấy được là một cái nỗi sầu cho bà con kinh doanh buôn bán. Lúc trước thì có một cái sạp trong chợ, đặc biệt là cái sạp ngay trung tâm quận nhất này, thì quá ngon lành cành đào, giàu rồi, thật sự mà nói giàu rồi chứ còn gì nữa. Còn bây giờ thì có một cái mặt tiền, một cái sạp trong chợ đây, thì nhiều khi cũng là một cái nỗi buồn. Tại vì kinh doanh buôn bán bây giờ quá chậm, bỏ thì thương, vương thì tội, nó sẽ nằm ở trong cái tình trạng này. Lý do là bây giờ nếu mà bỏ nó hết thì tài sản, công sức của cải của mình bao nhiêu năm nay coi như là cũng thua luôn đó, thì bó tay. Còn nếu mà tiếp tục thì cả nhà mình sẽ thấy được một cái điều, đó là bây giờ thì cũng như là quá trời luôn rồi, tiếp tục thì nó sẽ lỗ, và lỗ nặng luôn đó. Thì mình nên thấy là rất tội chú luôn ha. Sáng thì chú đạp xích lô đấy, thật sự mà bây giờ xích lô đạp thì ít người đi, thứ nhất. Thứ hai nữa thì cái giá nó cũng rất là mệt đó, thì mình thấy đó, bây giờ là sáng ra ngồi mà
ngồi cả buổi sáng luôn mà đợi mà không có khách nào hết trơn. Rồi dần dần phải dẫn đến một cái điều đó là ngay chỗ đây là gia đình chú Thái Thiên Đường Cống Quỳnh giao nhau với Phạm Ngũ Lão, bên kia là Nguyễn Trãi rồi. Thì đó, đây là chợ Nguyễn Thái Bình đây. Đây, chợ Nguyễn Thái Bình. Thì thấy đó, tội cho chú quá. Coi như là sáng mà ra mà ngồi cả buổi sáng luôn mà không có khách. Đó thì phải ngủ gật, ngủ gà giữa chợ luôn. Đấy là cái cuộc sống mưu sinh, kiếm cơm không bao giờ dễ cả. Đó thì rất là khổ luôn. Sáng mà kiếm mấy chục ngàn thôi nhưng mà kiếm cũng không xong nữa. Thì nhìn những cái cảnh như thế này, phải ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ giữa chợ như thế này thì chả ai muốn hết. Nhưng mà do cuộc sống khó khăn quá cho nên là bắt buộc là phải đành rơi vào những cảnh như vậy. Cho nên là nhiều khi gia đình chúng ta thấy đó, mình cũng thương những người anh, những người cha, những người chú của mình tần tảo cũng kiếm cơm. Các mẹ là gọi là cũng cố gắng hết mình rồi, nhưng mà các anh các chú cũng rất là quyết liệt để mà bươn chải. Có thể là ban đêm chú đó làm những công việc khác, rồi sáng rồi chạy xích lô đạp kiếm thêm, chưa hẳn là cái nghề của chú. Tại vì bây giờ là xích lô đạp thì rất là vắng, không thể nào mà sống được bằng cái nghề này cả. Cho nên là mình chắc chắn một cái điều là nghề này là chỉ là nghề phụ trong cái thời điểm này. Mà nghề phụ rồi thì gia đình chúng ta thấy đó, coi như là làm nhiều nghề khác, rồi sáng coi như là sức đuối nó oải đủ kiểu, rồi phải ngủ như vậy. Đây cũng là điều rất buồn. Đây ngay chợ, ngay chợ thì mình thấy có một cái tiệm bánh mì, xe bánh mì đó, bánh mì Đức Vi. Thấy cũng có nhiều anh chị đến ủng hộ, cũng chúc mừng cái tiệm bánh mì này. Thật sự mà kinh doanh trong thời điểm này mà khó khăn trồng chất khó khăn luôn. Cho nên là mình thấy những cái tiệm bánh mì mà bán được bán đắt gì thì rồi cũng rất là mừng cho các chị. Chứ kinh doanh mà đi một vòng mà mình nhìn thấy đây có các chị đi bộ qua mua bánh mì luôn nè, thì ở đây mình thấy là bánh mì đây khá là ngon nè đó. Và ngay chỗ chợ như thế này thì có bánh mì có xôi luôn, nhưng mà đặc biệt cái giá bánh mì là nghe nhìn thấy là hết hồn, 15k một hộ và đặc biệt thì 20k. Đó thì nhìn cái cách mà buôn bán thì mình thấy là người ta trân trọng khách hàng từ bước và lấy gọi là lấy công làm lời, gọi là buôn bán nhưng mà không tham. Đó, một ổ bánh mì ngay chỗ trung tâm quận nhất này, chợ Nguyễn Thái Bình mà 15.000, thì mình thấy một cái điều đó là cái giá quá mềm, quá rẻ. Thì đây là chỉ lấy công làm lời nhờ chú đông. Đó thì đây cũng là một cách mà kinh doanh buôn bán, gọi là thứ nhất là thông minh, thứ hai là rất mang tính nhân văn rất là nhiều. Tại vì thời buổi khó khăn này mà mình bán chặt chém người ta thì chắc chắn mình sẽ vắng và ế. Thứ nhất là cái người mua người ta cũng thiệt hại, và cái người bán thì ngày ngày càng vắng đi, thì gọi như là cả hai cùng thua. Nếu mà theo cái lệnh kinh doanh này, cái người mua ăn bánh cũng thua mà người bán cũng thua, tại vì giá mắc quá, coi như là người ta không ai dám ăn nữa, là coi như là thua rồi. Là người ta thay vì mua ổ bánh mì 15.000 mà giờ bán tới 25.000, coi như là thua. Đó thì cái người mua người ta bị thiệt hại, nhưng mà người bán cũng phải thiệt hại luôn. Là dần dần thì khách nó sẽ vắng dần, đó thì kinh doanh sẽ khó khăn. Cho nên là ở đây mình thấy là dù là một cái xe bánh mì thôi, nhưng mà cái tính nhân văn đó là tỷ lệ là win-win. Đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta thấy được trong cái giai đoạn này. Có những cái hàng trong chợ đi, thấy bây giờ thì thật sự mà buôn bán ở trong chợ nhìn gọi là não lòng, rồi nhìn rất là buồn. Đó thì tình hình kinh doanh chúng ta thì càng ngày càng khó khăn, buôn bán thì càng ngày càng chậm. Không chỉ riêng cái chợ Thái Bình mà gần như tất cả chợ khác, ở trong chợ mà bán thì chắc chắn sẽ có một cái khu phía ngoài, khu ven ven thường chợ đang theo rất là nhiều. Chính vì vậy mà bước qua khu đây, khi mà ngay cái đoạn này thì chấm dứt nhà lòng chợ rồi, gia đình chúng ta sẽ bán dài ra ngoài kia rất là nhiều. Ở đây thì sáng là thấy xe của các anh trật tự đô thị ảnh dẹp lòng lề đường rồi cho gọn, cho nên là mình thấy đây chạy dài đây luôn nè, cái anh đầu anh dẹp lòng lề đường đó. Thì chỉ thấy xe thôi mà thấy người đó, thì bà con buôn bán vô trong rất là nhiều hà gian theo chợ. Ở đây là cái cuộc sống mưu sinh của bà con rồi. Thật sự mà nói thì cấm thì không thể cấm được, mà chỉ có hạn chế thôi. Tại vì ai cũng vì cuộc sống hết. Và buôn bán gia đình chúng ta thấy đó, thì ai cũng mưu sinh và kiếm tiền đâu có nhiều đâu. Giờ bán rổ rau, rổ chuối, rổ khoai, rổ thịt thì rõ ràng là nó cũng không đáng bao nhiêu tiền hết. Nên là vì cuộc sống mưu sinh nên là ta bắt buộc ta phải làm. Đó thì bây giờ thì các anh
trật tự đô thị thì anh cũng hạn chế cái tình trạng này. Nói chung là cũng tạo phần nào đó tạo điều kiện cho bà con gọi là sinh sống, nhưng đồng thời cũng phải giữ trật tự lòng lề đường. Thì đây thì cũng rất quan nghênh các anh dơ cao đánh khỏe để tạo điều kiện cho bà con còn có cuộc sống mưu sinh, thì đây cũng là điều rất là tuyệt vời đó. Thì bên đây thì cả nhà mình thấy là có một cái trạm điều hành xe bus. Lúc trước mà đi ngang đây là xe bus là ra vào rất là thường xuyên, nên là dẫn đến một cái tình trạng ở đây là cổng ra, bên kia là cổng vào, thì kẹt xe liên tục luôn. Tại vì cái lượng hàng mà xe khách nè, trung chuyển nè, rồi taxi nè, gắn máy nè, coi như là trùng trùng điệp điệp chạy nghèo nghèo trên đường đó, mình sẽ thấy là cái điều là đi cái đoạn này kẹt xe khủng khiếp lắm đó, mình thấy đó. Đấy đó thì rất là khó khăn. Rồi đây thì hai chị này chắc là nhân viên nè. Đó thì nãy đi thấy đằng kia thì mua, hai chị đi bộ lại mua một bánh mì. Thì bây giờ mình mới thấy là phụ nữ người ta ăn rất là một ổ bánh mì có 15k, đặc biệt 20k. Nhưng mà ở đây là một ổ bánh mì trẻ làm đôi. Không phải là các chị không có tiền đâu, nhưng mà ở đây là do là các chị gọi là, nói làm sao đó, các chị gọi là giảm cân, gọi là giữ dáng đó, cho nên là các chị ăn ít đó. Thì sáng thì một bánh ổ bánh mì cắt đôi hai chị em ăn đó thì cũng rất là tuyệt vời đó. Thì ăn ít thì cũng rất là tốt, thật sự mà ăn nhiều quá thì bây giờ dầu mỡ vào nhiều người nhiều, còn nhiều cái nữa làm cho nó bệnh tật rất là nhiều. Nếu mà ăn ít mà giữ dáng được thon thả thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây là ngã tư của Phạm Ngọc Lão và Đỗ Quang Đậu. Thì gia đình chúng ta thấy có nhà thuốc Phật Maxi. Ngày trước thì nhà thuốc Phật Maxi này là có cái trạm văn phòng của cái hãng xe công ty du lịch Sabaco. Nhưng mà bây giờ mình thấy đó, như là người ta cũng bỏ chạy rồi, kinh doanh khó khăn quá. Cho nên là thời điểm này coi như là ai ai cũng gọi là rút rất là nhiều. Đó thì mình thấy là nguyên cái dãy này luôn, như khoe phương trang bây giờ thấy cũng khá là văn. Đó thì nguyên cái dãy này thì có rất là nhiều, ở đây thì mình thấy là khu phố mà gọi là Tây Ba Lô mà, cho nên là sẽ nhìn được những cái gọi là các khách sạn này, và đặc biệt là những cái tour gọi là công ty công ty du lịch đó mà nhỏ lẻ thì người ta sẽ tập trung đây rất là nhiều đó. Thì để mà gọi là phục vụ cho khách Tây ở đây thì nhỏ lẻ thì chủ yếu là người ta book vé máy bay nè, book vé xe với tàu, và book tour một ngày, book khách sạn, book motorbike, thuê motorbike, đủ kiểu luôn đó. Thì một cái một chút chút dồn lại thì cũng có cuộc sống. Chính vì vậy mà ngày xưa thì đi những cái dãy này, gia đình chúng ta thấy những cái văn phòng nhỏ 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 vậy mà nghèo nghèo luôn ha, rất là nhiều. Còn bây giờ thì các văn phòng công ty du lịch cũng còn, nhưng mà đa số cả nhà mình thấy đó, dẹp tiệm cũng rất là nhiều rồi đó. Ngay khu vực này thì thấy khá là vắng luôn. Đó, đó nãy sáng ra đây thì khá là vắng ha. Khu phố Tây bây giờ thì coi như là cũng bê xe lết luôn đó. Thì cuộc sống bây giờ coi như là eo xèo đủ kiểu rồi đó. Thì Ri sẽ đi xích lên trên nữa, trên gia đình chúng ta thấy bây giờ thì coi như là khó khăn như thế nào. Phương Trang chắc bây giờ vắng tẻo hotel teo, mình thấy là bây giờ có một văn phòng mà Ri thấy có một nhân viên một à. Thì cái tỷ lệ mà nó khó khăn đến mức độ nào rồi, sẽ có rất là nhiều cái hoàn cảnh chúng ta thấy là gần như bây giờ luôn, coi như là kinh doanh là chịu trận rất là nhiều đó. Tình hình coi như là vắng mà vắng điều luôn, chứ không phải là vắng gọi là sơ sơ nữa đó, thì quá trời luôn nè. Đây nhìn khu vực đây thì Tây Ba Lô rất là nhiều, gọi là đi gần rừng rộ rộ luôn. Nhưng mà sáng ngay chỗ công viên 23 tháng 9, khu vực này thì cả nhà mình thấy đó, gần như là quá trời vắng luôn. Lâu lâu thì thấy một hai người Tây người ta đi qua đi lại, gọi là một cái tỷ lệ quá là ít đó. Thì ở đây là bên đường mình thấy là những cái anh mà chạy xe ôm công nghệ đấy, mà anh cũng ngủ la liệt luôn. Mình thấy nhiều khi là cuộc sống mưu sinh làm cho người ta gọi là bớt xe lết luôn. Và ở đây mình thấy một cái hình ảnh là ảnh có một cái ba lô và để trên xe luôn, treo trên xe luôn, và ảnh nằm ngủ như vậy. Thì đâu đó đoán rằng bây giờ cuộc sống mưu sinh không đủ thuê trả tiền nhỏ nữa, cho nên là ổng sống bụi, tức là ông kiếm chỗ nào tắm rồi ổng ngủ trên xe như vậy, rồi ổng cứ chạy, có khách thì chạy, không có chạy thì nằm ngủ đó. Thì mình thấy khó khăn không, sáng sớm mà cái ba lô treo trên xe thì cũng đủ hiểu rồi, coi như là sống trên xe luôn đó. Thì
coi như là mưu sinh giữa Sài Gòn này không bao giờ là dễ cả. Đâu nhìn thấy rất là buồn những cái hoàn cảnh như thế này. Đây, te tua tơi tả bớt xe lớn hết trơn. Đó thì nhìn quá trời gọi là buồn luôn rồi. Ri sẽ lùi lại một xíu để đi chụp hình lại một cái hình ảnh này. Chứ mình thấy đây là tội luôn, quá tội. Đó thì nhìn thấy là không biết nói như sao luôn. Nó rất là buồn trong những cái hoàn cảnh như vậy. Tình hình rất là tình hình luôn rồi. Te tua tơi tả bớt xe lớn luôn. Đó thì nhìn xung quanh để cả nhà mình cảm nhận được là cái cuộc sống bây giờ thì nó te tua tơi tả bớt xe lớn như thế nào. Đây, đây thì mình sẽ thấy được là những cái hoàn cảnh ha, những cái hoàn cảnh của anh coi như là khó khăn trăm bề luôn. Đó thì nhìn công viên bây giờ cũng vắng người, tập trung rất là ít. Đó thì đi đâu cũng vậy chứ. Cả nhà mình sẽ thấy một cái điều là sao mà bây giờ nó vắng vẻ quá. Càng đi thì càng vắng rồi. Tình hình gọi là khá là buồn trong cái thời điểm này luôn. Đây, để ghi sẽ dòng tiếp cuộc hành trình của chúng ta. Thì nhìn cái anh chạy xe ôm vậy thì thật sự mà nói quá buồn. Đây thì rất là nhiều anh chị em chạy xe ôm công nghệ đây. Nhưng mà thật sự mà nói thì có nhiều hoàn cảnh. Cả nhà mình thấy là chạy xe ôm thì mình nhìn thì mình chỉ biết được là người ta ngủ bụi, đi bụi, không có thuê được phòng trọ. Nhưng mà cái hoàn cảnh như thế nào thì rõ ràng là những cái này cũng tế nhị mà cũng rất là khó để mà phỏng vấn người ta. Người ta cũng khó, ít chia sẻ. Nhưng mà mình sẽ suy luận ra nhiều hướng. Có thể là do gia đình mình khó khăn quá, ảnh hạn chế gọi là tiết kiệm xài tiền, rồi ảnh ở bụi như vậy để dành tiền gửi về cho gia đình, hoặc là gia đình đang cần tiền cái gì đó, hoặc là có bệnh tật hay như thế nào đó thì gia đình cần rất là nhiều tiền bằng cách này tiết kiệm. Có thể đó là một cái trường hợp. Có thể một cái trường hợp khác nữa là do là cái cuộc sống khó khăn quá, chạy xe ôm là không đủ đóng tiền trọ, cho nên là dần dần là rồi là xe hư rồi đủ kiểu trong cuộc sống, thì dẫn đến một cái điều đó là bây giờ chạy xe coi như lây lất qua ngày thôi, còn chưa đóng tiền trọ nữa thì không đủ sống, không đủ chạy để mà duy trì cuộc sống, để bám trụ lại Sài Gòn này thì bắt buộc phải ngủ bụi. Thì có nhiều trường hợp xảy ra mà rõ ràng về cái hoàn cảnh khó khăn chỗ này thì với những thanh niên trai tráng thì đây cũng là một cái điều rất là tế nhị, cho nên là thật sự mà nói thì mình cũng rất là khó tiếp cận để mà mình phỏng vấn hay là được các anh chia sẻ. Thường các anh sẽ không chia sẻ đâu. Những cái anh thanh niên thì thường là những người như vậy thì rất là kiên cường, phải nói ý chí rất là kiên cường, và họ sẽ cắn răng chịu đựng và vượt qua. Cho nên là Ri hy vọng rằng những cái mà khó khăn, những cái thử thách đó, những cái hoàn cảnh mà các anh chạy xe ôm công nghệ đó đang gánh chịu thì đây chỉ là tạm thời, đây chỉ là một cái nhất thời thôi, và anh sẽ vượt qua trong thời gian tới. Đó, chứ không phải là đây là một cái số kiếp, một cái số phận, mà đây chỉ là một cái giai đoạn ngắn mà bắt buộc anh phải trải qua. Thì hy vọng là cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Đó thì mình đi một vòng mình mới thấy được là có quá nhiều cái cuộc sống gọi là cũng buồn, cũng khổ, cũng đủ kiểu. Cho nên là eo xèo đó thì cũng là một cái mà gọi là tình người mà nhìn thấy, gọi là khi mà mình thấy ai đó người ta thành công thì điều đó rất là tuyệt vời, mình cũng gọi là hân hoan và chúc mừng. Nhưng mà đồng thời khi mà thấy một ai đó người ta rơi vào những hoàn cảnh khó khăn với là tình con người với nhau, mặc dù là chưa chắc đã giúp được vì nhau đâu, nhưng mà cũng động lòng chắc ẩn, cũng có đượm buồn, đượm sầu trong một cái thời gian ngắn nào đó, thì đó cũng là một cái tình người. Và clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.